Đó, giờ mình đi bắt đầu mình quay tiếp nè. Đó, bạn ơi, đó. Giờ mình ra khỏi mẹ của má chồng mình rồi, giờ mình đi về. Đa số là đi đường Pháp nhưng mà mình đi qua thị sĩ. Ça là cứ là thị sĩ papa. On est là on est encore en France là. Vậy. Bây giờ đang après on va passer la douane. Vậy. Đang mình đang đi trên con đường Pháp. Rồi hồi mình đi comme ça je mets caméra đường là suite đó. Hồi mình quay cảnh ở thị sĩ cho các bạn coi nha. Mà mình không có vô thị xã, tại mình đi chạy qua con đường thị sĩ thôi. Mình quay cái cảnh thị sĩ thôi. Xin lỗi các bạn nha, nãy mình quay cái đoạn kia là mình ói quá trời. Tại vì ông đi vòng quá đấy, chịu không nổi. Chịu không nổi là phải ói thôi. Đợi cái giờ nó không có tuyết cho cái tuyết cũng chết luôn á. Khi nào nó nghi kỹ mình đồ này nọ đồ đó, nó vui khám nhà khám xe mình thôi, không khám nhà, khám xe mình thôi. Nhưng mà một chút nữa qua thị sĩ, đi ngang qua thị sĩ mình phải giấu cái này đi, mình đâu có lực để mình đâu có được quay người ta vô. Các bạn biết ở đâu mà khi mà Noel rồi người ta trồng thông á, là người ta trồng ở xứ này nè, người ta trồng thông, người ta chở về thành phố là các chỗ mình đồ đó, người ta bán ở đây đồ gọi cái thông đó, mình gọi cái thông chứ ta kêu là sáp băng á, sáp băng là cái thông đó đó, đó. Đó, chạy gì vòng giờ mình ói hết chân rồi đó, nó cũng khỏe rồi. Et puis puis là droite, t'as un petit train. Oui. Pour aller à Valorcine, pour aller à Martigny, pour aller en Suisse. Le train il part de Chamonix. À bon. Et puis il descend là. Đó, có một cái đường cát xe lửa chưa công đi đi đó. Đó, đó, các bạn thấy không? T'as cái đường cát xe lửa đó. Petit train de montagne qui passe là. Mình đi qua bên thị sĩ mình lấy cái đường đó xe đó. Các bạn thấy không? Cái đường cái nó ở sau mấy cái bụi cây này đó. Đó, đó, đó. Đường cái nè các bạn nè, đó. Đường cái này nè, đó. Nó chạy thẳng qua ở sông bên này, nó chạy thẳng ở bên qua thị sĩ á. Đây ạ, ở sông đây nè đó, mấy đường cái đó các bạn. Đó, nó chạy qua thị sĩ, giờ đang đi thị sĩ. Tại vì mấy người ở bên, ở sông bên này đi làm bên. T'as un barrage pour retenir l'eau, t'as vu là-bas? Oui, làm thị sĩ còn ở trên núi Bắc, các bạn thấy không? Đó có một cái hồ nước đó, hồ đó nó chặn nước. T'as un lac là où? Oui, nó chặn nước, nó làm một con sông ở trên đó, là gọi là lac. C'est pour faire l'électricité, tu
vois l'électricité, elle redescend. T'as vu les fils? Oui, oui. Ông nói là ở trên đó người ta chặn nước xong người ta làm điện đó. Các bạn có mấy cái dây điện nè. Tại ở đây người ta dùng điện này người ta làm. Các bạn thấy không? Cái dây chiều qua tại dùng núi mà. Đó, các bạn thấy mấy cái dây không? Đó. Oui, ça bon, ça mien, je l'ai vu mien tout là. Em hỏi mình khỏe không? Nó này chỗ trong rồi. Bởi vì lần nào mình muốn lại đi thăm mấy chồng mình là muốn sợ lắm. C'est là où ils font l'électricité. Ở đây làm điện nè, đó, đó, nhà làm điện đó các bạn, đó. Et là c'est la douane. Đây, bây giờ đi qua bên thị sĩ nè, mình không có quay nha. Người ta đang dòm mình. Đó. Tại vì qua thị sĩ là mình phải để ta khám. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Đó, thăm. Các bạn thấy không? Đó. Qua mình thị sĩ nè. Đó, bắt đầu bước qua thị sĩ rồi. Đắt đây đắt thị sĩ nè các bạn. Các bạn biết sao thị sĩ nó treo cờ gì nè, đó cờ đây là cờ của thị sĩ nè, là chapeau ba là thị sĩ nè. Vậy bên giờ mình đang chạy trên con đường thị sĩ nè các bạn. Ça sent mauvais le bon vin, on va s'arrêter ma chérie. Ça sent mauvais. Ah bon, tu sens moi le nez de pas, mais je sens pas. Tu me vois là tu sais la montagne. Ít đây là vô nét, ok. Hả? Ừ. C'est la route que je prenais tous les jours avant pour aller travailler. À. Quand j'habitais à Chamonix. Ngày xưa chồng mình kể là tous les jours, chồng mình kể là ngày xưa là ông ở đây nè, ông đi qua thị sĩ ông làm đó các bạn, là ông đi xong tối về là con đường này ông chạy mòn cái bánh xe ông luôn đó, ông biết. Đó. Đó. Đây là bên thị sĩ đó các bạn, là thị sĩ nhưng mà mình đi là trên núi có thị sĩ chứ không phải vô cái là Vinh là ngoài thành phố với em. Đó, đang đi con đường trên thị sĩ nè. Giờ mình cứ có sao mình quay vậy nha các bạn, tại vì đang chạy trên con đường thị sĩ. Nhưng mà khi nào mình qua, con mình nó ở ngay thành phố thì mình quay thành phố được cho các bạn coi nha. Thị sĩ nó có hai hướng luôn nha. Thị sĩ này là nó ở Junet lật nữa, rồi Môn Thôi nữa. Chứ không phải thị sĩ là nó có hai đường. Đó. Junet là ở Túc là phía tay trái, mà bên tay phải là Môn Thôi. Tại vì cái nó gọi là Môn Thôi là cái cũng như mình nói sao qua gì đó mà. Je sais, hein. Papa, tu peux pas appeler au sein. Tu sais, le radio, ça. Oui, YouTube, là. Ah. Après, j'ai copié de la de parler de. Il n'y a pas de neige, hein? Là một cái này mà gắn. Nó rớt lên rút xuống chán kìa, khoảng 15 đồng. Mình đâu chưa xài tới nữa. Gắn cái cây á, rồi nó cho mình hai loại luôn, loại dắt lên cái này nữa.
mình đi đường tắt nè. Hồi nãy mình đi đường chính là mình trả tiền ô tô. À vâng, được nuôi phạt nuôi công đi đường ô tô bắt đầu rồi công đi đường Sema Norman National. Vậy Sema National là la route national. Vậy et la route national. Bon, va aller là où? Ouais. Đó, bây giờ mình đi bắt đầu mình đó mình phải bắt đầu mình trèo lên núi nè. Con đường mình đi lên đây nè. Đó, bắt đầu mình lên núi nè, đó. Đó. Mình đi lên như đó, đó người ta sẽ chạy cho nó đó. Thì mình đi xong rồi cái mình quằn qua xong qua bên Pháp. Đó. Bên Thụy Sĩ nè. Bên trong mình đóng cái cửa lại đi đó. Nó cũng họ cũng bán củ cho người ta để mình ta xử lạnh đó các bạn. Nó đốt lò mùa lạnh tới á, nhà mình thì không có đốt lò mà nhà mình có lò điện là ga nó chứ nó ga ga mặt trên đó đó thì đó đó nous tout à l'heure on était derrière là Chamonix c'est derrière. Hồi nãy là giờ chồng mình ở phía sau cái hòn núi này nè, giờ mình đi đó các bạn. Thụy Sĩ đó. Ở Thụy Sĩ này nhưng mà dùng đây là dùng của trên núi nha. Đó. Thụy Sĩ với Pháp là bằng nhau thôi nhưng mà nó có một cái nhà để mà bên Thụy Sĩ người nào ở Pháp qua Thụy Sĩ nó nghi kỵ thì nó kêu mình ngừng. Tại mình nó sợ hàng lậu đồ, còn không vẫn đi bình thường. Còn bên Thụy Sĩ qua bên Pháp nó, bên Pháp cũng vậy, nó coi thử người ta chạy bình thường làm sao mình gọi là gendarme á, là mấy người người ta coi tự người ta coi có hàng chặn hay những cái này nọ đó nha. Hay là chở người lậu đó. Bây giờ mình đang quằn lên núi đó các bạn, đó chút nó ói luôn coi nha. Đó, lên núi rồi đó, bà nãy giờ bà lên núi rồi nè. Các bạn thấy không, nãy là ở dưới đây nè, chút nữa mình quay cái camera xuống lên. Giờ mình đang chạy lên núi nè. Ở Pháp đầm hay ha, núi cao, thiệt cao. Có miên mét là đó, on est 1430 mét. Đó, một, attention. Đó, các bạn thấy không, quay đi. Chụp bật lên 1440 mét nè, đó. Đó. Thấy không các bạn? 1450. Giờ cái này ra xong, cái này nó kia. Đó. Bây giờ là 1460 độ cao đó nha. Đó, độ cao. Độ cao của nó nè, thấy không? Bạn thấy không? Độ cao của nó nè. Franchement, j'ai fait ça pendant 8 ans, tous les jours la route, moi. Pendant 8 ans. Muốn quay, quay về kỷ niệm mà lúc đi làm ở Thụy Sĩ. C'est fou quand même. Quay tại vì ở nhà ông. Même l'hiver dans la neige. Attends, xin lỗi mình tay cái này tôi. Để mình bỏ vô này, tí nha. Bạn, bây giờ mình lấy cái này ra. Tu enlèves pour moi. Tu tiens de ça là, ici là. Comme ça là, papa. Tiens comme ça, enlève. Là. Tu tiens de ça. Je sais pas ce que tu. Tout l'après-midi avec ça. C'est bon. Tu vas enlever? Oui. Merci. Bah tout. Là. Tiens, t'as un nom.
giờ lên cao là lên cao nữa đó đó các bạn. Mà chị Trang cầm sao coi? Chị Trang cầm sao là mình ói á, giờ mình phải đi ra mình luyện à. À, c'est mieux comme ça. Oui, oui. Mình ói á. Là c'est une maman là. Pas pour moi, c'est pas ben moi, c'est pas joli, non? Attends, attends, je vais faire des sacs, tout le monde a fait ce beau mien encore. Hey. Coco, chồng mình cầm á, mình phải chuẩn bị gì ạ? Đây nữa đuổi mình ói á. Quá là, mình xin mong mời ghi. Con có một dây à, mình không chặn dây nó ren vậy đó các bạn ơi. Đó. Mai mốt mình phải mua một cái cây mình cầm á các bạn ơi, mình làm gì nó cái mỗi tay giờ 1520 độ cao sẽ mua ầu á. Là bắt đầu đi sao là? J'ai maintenant descend. Ah bah oui, tu sens pas qu'on descend là. À. Bây giờ mình xuống dốc rồi đó, xuống dốc. Xuống dốc độ thấp của dốc là 1490 mét. Thấy không? Nè. Après, faut déboucher les oreilles. Đó, đó. À, cà de Suisse là? Non, non, Suisse là maintenant. Ouais, còn ở Thụy Sĩ là. Mình bệnh chứ mà nãy ông nói mình. Bà có đi, mình thấy gì thôi, mình cũng đi kẹt xe rồi, đường đỏ rồi, đèn đỏ rồi. Đó, ở dưới đây nè, Tam. Quê chồng mình đó, trời ơi, vùng núi không trời. Ngày xưa đâu có ai đâu, giờ cũng có người nhà, cũng có nhà ở. Ngày xưa không có ai đó. Hồi đó mình nhà mình cũng có một chiếc xe như vậy nè đó, mà nó không phải có cửa sau, nó gọi là tennis á, một cái xe là qua chưa tennis transit c'est Ford. Oui oui, mais avant nous le tennis nous c'est scénic, c'était Renault. Oui, je nous je dis là qua chưa là même taille comme ça. Là nó là nó cũng bằng gì ẩm cũng cãi ông nói cái này là không phải tennis đâu, quay hẳn của nó mà mình nói là độ bự nó vậy. Mà có hai vợ chồng lúc đó có hai đứa con à, mà đi gì xong kêu bán lại cho người ta lỗ 8.000 luôn đó các bạn, lỗ 8.000 Ogo luôn đó. Chị biết đi with me nữa Ogo hả? Oui, c'est avant à payer avec les 8000. De toute manière, avec les voitures ou les motos, on ne gagne pas d'argent. T'achètes une voiture, tu sais. Nous faisons combien, mais nous avec les 8000. Mais oui. Mua 20 mấy ngàn. Là la voiture, cette voiture-là. Non, mua 3. Bon, oui, tu parles de. Cette voiture-là, elle a 12 ans. Si on va dans un garage, ils vont nous la prendre 2000-2500. Pas plus. Ah. Des copies de scène de touristes. Đờ. Xe mình mua ở đây mà xe nào cũng vậy á, phải lỗ thôi, ông nói vậy á.
mình đâu nói ổng lỗi ổng đâu, mà ổng cứ tưởng mình nói lỗi ổng mà. Giờ ba đi bắt được phút được to con quán, giờ đi qua trưa thay đường phân hả? Nó ở Suisse. Quên. Mà giờ đi là oui, route là? Ou dans l'autre sens, oui, c'est la route pour aller à Chamonix, oui. Je dis où t'as de malade. Oui, mais après t'as dit ça va mieux, il y a plus rien, j'ai tout vomi. Oui, mais je sais pas. D'accord. C'est pas mon foot de wang, c'est bon. Je sais, ma chérie, je sais. On va rouler cool, Raoul. Bình thường à, nhưng mà mấy người ta địch đồ nha, ta cũng không có bao giờ ta địch lớn hay cái gì đâu, mình không biết ta địch đồ đừng nói mà thú chết bà luôn, đi ra chợ mình địch mình nó định lại sao biết, nó thú bên này họ sợ nhất có mùa. Ối rồi ông nói sợ, nãy sợ bệnh nó ối hết chân, tự nhiên ối phan bằng các bạn, tự nhiên trong người mình nó ối ra chứ đâu phải mình đâu, nó nhợn nhợn rồi nè, đó chạy vòng vòng gì mà ối với lẹ nè, đó như con rắn vậy đó, còn hơn con rắn nữa. Mình cầm mình quay gì đi, khi nào mình mệt quá đi, khi nào mình mệt đó mình quay được mình tắt cái nhau các bạn. Giờ đang vô thị sĩ nè, xuống dọc mà la quất vào cho ông thay đồng xích, ô cho ông thay ông phong. Mà là ông bán Suisse. Oui. Et derrière, on va en France. Bây giờ là chồng mình à, bữa là nãy là tính đi con đường á, là qua Pháp mình, qua nhà mình ở Pháp, mà bây giờ ông nói ông lấy con đường này để qua Thụy Sĩ, để qua Thụy Sĩ rồi cho mình quay luôn á, chứ phải ép phải cầm xa rồi 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 mong thay được photo thì sao?
Tu vois. Ben oui, puis c'est bien aussi de rentrer par la montagne. Oui, c'est beau. Oui. Em nói để mà quay cho người ta thấy ở bên Đức, ở bên Thụy Sĩ, trên núi là Montana. Mình hỏi ông cố ý đi đúng không? Et puis, y a pas de neige, y a rien. C'est bien. Ông nói đi trên đường này. C'est l'automne, t'as les feuilles, elles tombent, c'est beau, hein? Ông nói trên đường này, ông có tuyết. La couleur des arbres, mà tháng này, les feuilles, elles sont jaunes, c'est joli. Tháng này là l'automne đó, là nó vô, nó trở về lạnh rồi, lá cây nó rụng đó. Đó ba nít bạc lê ông phải dùng bạc lê Việt Nam ông phải chó ông phải gầm anh cô ba ba ở Việt Nam ở công phong ba nuôi bạc lê phong xe công phong ba ba người ta không có hiểu mình nói tiếng Pháp đâu, không hiểu để tôi nói tiếng Việt chứ người ta ông nói tiếng Pháp tôi dịch ra tôi mệt quá đó đó thăm nó trở về tê tôn tức là bây giờ là trở về lạnh á cây cối nó vàng các bạn ơi. Rồi bắt đầu cây cỏ nó tràn nó rụng xuống rồi bắt đầu tuyết đổ xuống cái nó chết hết luôn xong hồi trời nắng cái nó mọc lại rồi gây một hộp lên bóp mũi lại được cái đừng làm đây chứ.